Từ khi chào đời, ai trong chúng ta cũng đều gắn liền với vòng xoay sinh lão bệnh tử. Tọa lạc tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thọ là công viên hỏa táng và lưu giữ tro cốt đầu tiên tại Việt Nam, cũng là đơn vị độc quyền tiếp nhận công nghệ hỏa táng hàng đầu của Mỹ với kiến trúc độc đáo, gói trọn trong khuôn viên xanh thoáng mát. Đặc biệt, tòa tháp lưu giữ tro cốt cao 10 tầng tạo nên một công trình tâm linh đặc sắc.